Kính chào quý vị khán giả bốn phương nói chung, quý vị đồng hương dùng GTA nói riêng. Hôm nay Quang Lâm xin hân hạnh trở lại với chương trình thị trường bất động sản kỹ nghệ quý 1 năm 2015. Kinh doanh bất động sản qua việc mua cho thuê mặt bằng luôn đứng đầu danh sách các cách tích lũy tài chính ổn định và lợi nhất. Theo nhiều chuyên gia bất động sản, sau đây là vài cách lý tưởng để đầu tư vào thị trường địa ốc. Thứ nhất, cho mướn dài hạn. Thứ hai, sửa sang rồi bán ra. Thứ ba, cho mướn ngắn hạn rồi bán ra. Thứ tư, đầu tư và cho mướn vào thị trường nhà nghỉ mát và mùa hè. Thứ năm, đầu tư vào bất động sản ở các tỉnh bang khác. Với tình hình thị trường cho thuê tại Toronto đang sôi động và có thể nói mức tiêu thụ đang trong thời kỳ mạnh nhất, việc mua bán bất động sản cho thuê và bán lại là một việc nên làm vào lúc này. Sau đây là bản tường trình thị trường địa ốc quý 1 năm 2015. Trong quý 1 năm 2015, 5.776.322 square feet mặt bằng được cho thuê, tăng 28.2% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đây là một sự tăng trưởng ngoài sức tưởng tượng, đánh dấu một thị trường cho thuê bất động sản đầy triển vọng cho thành phố Toronto. Giá cho thuê thị trường kỹ nghệ là 5.39 đồng một square foot, tăng 4.8% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Giá cho thuê mặt bằng dùng để kinh doanh thương mại 19.46 đồng một square foot, giảm 4.9%. Giá cho thuê mặt bằng dùng làm văn phòng tăng 2.8% với giá trung bình là 12.64 đồng một square foot. Qua những thống kê trên, chúng ta thấy thị trường kỹ nghệ của Toronto ngày một phát triển. Nhiều công ty quốc tế chọn Toronto là một thị trường để đầu tư, sản xuất và điều hành. Một trong những yếu tố thuận lợi là giá đô Canada đang xuống, cộng với mức doanh thu đang tăng một cách đáng kể cho những công ty này. Tuy nhiên, tổng số địa ốc được bán ra trong quý này giảm 28.9% so với cùng thời kỳ năm ngoái, từ 263 đơn vị năm ngoái còn 187 đơn vị cho năm nay, có lẽ vì lý do giá bán trung bình cho một square foot đang ngày càng tăng cao. Trong quý 1 năm 2015, có 3.4 triệu square feet đã được cho mướn dùng làm thị trường kỹ nghệ, 486.718 square feet đã được cho mướn với mục đích kinh doanh thương mại, và cuối cùng là 342.828 square feet đã được cho mướn dùng làm văn phòng. Dẫn đầu là vùng Peel, gồm có Brampton, Caledon, Mississauga với 78 đơn vị được cho mướn. Trong khi đó, Toronto chỉ có 61 đơn vị. Tuy nhiên, nếu tính theo square feet thì Toronto đang dẫn đầu với 571.876 square feet đã được cho mướn. Vùng Peel chỉ có 460.069 square feet. Về thị trường mua bán bất động sản kỹ nghệ, vùng Peel cũng dẫn đầu với 15 đơn vị được bán ra, trong khi Toronto chỉ có 11 đơn vị. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tóm tắt thị trường địa ốc thương mại quý 1 năm 2015. Khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất động sản, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc email hay vào trang Facebook của Quang Lâm để cập nhật những tin tức mới nhất về những cơ sở thương mại đang bán hoặc cho thuê, những dự án mới đang sẽ xây tại vùng GTA hay những hoạt động khác của Quang Lâm. Cuối cùng, Quang Lâm chúc quý vị cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.